Ngày 8 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delphine Lorenzana cho rằng cần phải xem xét lại toàn diện mối quan hệ đồng minh giữa nước này với Mỹ. Phát biểu tại sự kiện tổ chức trực tuyến do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Mỹ tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Hiệp ước Phòng thủ chung Philippines-Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nhấn mạnh cần phải nâng cấp và cập nhật mối quan hệ đồng minh này và làm rõ mức độ cam kết của Mỹ. Mối quan hệ đồng minh Mỹ-Philippines đã nồng ấm trở lại với việc cuối tháng 7 vừa qua, Hai bên nhất trí khôi phục hoàn toàn thỏa thuận các lực lượng thăm viếng VFA ký năm 1998, cho phép triển khai binh sĩ Mỹ trên lãnh thổ Philippines. Bộ Quốc phòng Philippines khẳng định, vì khôi phục hoàn toàn thỏa thuận, cho thấy mối quan hệ giữa hai nước vẫn đang đi đúng hướng.